bôi các thể loại linh tinh. Bôi sướng tay hả con? Đâu ạ, cháu không tắm bôi mấy cái mụn kem trộn em chết gì đâu. Ừ. Toàn bôi những kem kiếc chị mụn nhẹ nhẹ bình thường thôi. Mụn thì không bao giờ có ai bôi kem để chị mụn nữa chứ. Vâng ạ. Cháu chịu đau được, cô lấy sạch cái chỗ. À giỏi. Chỉ cần con nói câu đấy thôi. Vừa lúc nãy rõ ràng bảo con, nhưng mà lúc nãy rõ ràng ngồi kia khám bảo mấy cô Âu là con tại con chịu đau kém, nên là không dám đi lấy mụn, bắt đầu mới đi bôi thuốc phải không? À. Đấy, bây giờ chắc là xem YouTube của cô Âu rồi hay là video rồi mới biết là con chịu đau được. À. Đúng rồi, con cứ chịu đau được thì chữa rất nhanh. Cô Âu dọn rất nhanh, con mà không chịu đau được là cô cứ rón rén dọn thì còn lâu. Cháu nhiều mụn ẩn lắm đúng không? Ít, nhưng mà bọn mình rán một quả trứng gà thì thành 2-3 quả. Ôi da đến nỗi là lon đến nỗi là vừa ấy, cái nó sập cái da và sợ quá, hú hồn tùng thủng cái da cơ. Con cố gắng lên, mình cùng nhau cố gắng, cô cố gắng làm sạch còn con cố gắng chịu đau nhá. Mụn không có một cái gì nó uống khỏi nếu như mà con không loại bỏ hết những cái tuyến bã nhờn nó bị bít tắc như thế này. Đây gọi là tuyến bã nhờn đã bị bít tắc, bên dưới nó rất chi là nhiều. Chỉ cần con chịu khó thì việc gì cô cũng lo được. Đấy là đôi mụn, đấy là đôi mụn nam và đôi mụn nữ. Hai bạn đang yêu nhau. Mùa xuân này, này à, mùa này là mùa sinh sôi nảy nở đây này. Mùa này các bạn ấy đi chơi khắp nơi, khắp phố phường. Con cũng biết, cũng nghe tiếng tách tách à? Mụn đấy, mụn của con nhảy như tôm tươi ấy con. Cho ít nhạc music que lên các chị. Gắng lên. Gắng lên con. Dọn đống mụn của con, cô cũng... Nghe nhạc cái phê ấy. Cô cứ nặn thoải mái, con chịu đau rồi gặp. Các bạn nhớ là khi các bạn học chữa mụn nhà tôi mà các bạn không học được kỹ thuật lấy nhân mụn sạch, dứt điểm chân thì muôn thuở các bạn chữa đừng hỏi câu tại sao con cũng chữa cũng bôi như thế. Con chữa cũng như cô, cũng bôi như cô mà tại sao không khỏi. Con cũng lấy nhân mụn như cô vì... Còn không lấy được dứt điểm chân thì nó không khỏi trong khách chứ làm sao đâu. Sợ thế mụn nó kêu. Nhìn này. Đấy. Gọi cô Âu đến. Gọi đến ta lại chửi cho. Học hành thế à. Xong rồi lại vì tính sĩ diện lại không gọi, lại cứ tìm các thể loại thuốc chữa. Có người người ta mới nói cho, người ta bảo là ui chị có cái rượu này bôi, chị có cái thuốc này bôi thích lắm em ạ, em nhập thử đi. Thế là chết rồi, ngu rồi. Nên là cô học mất mấy chục triệu, xong rồi về lại đi mua một đống thuốc ngu vào người nữa. Không kiên trì thì đừng làm ngành nghề spa. Ui giời ơi, con bé nó bảo nó chịu được đau mà mới có một tí nó đã xít xa rồi. Rắn non đau. Gắng lên con, gắng lên con. Gắng lên. Nên là cô để ở đây để tí nữa cho các bạn ấy chụp ảnh lên tư liệu. Nên này mấy bạn nào mà học giữa đang có tiệm nên tí nữa chụp cái ảnh ở chán này này, lấy tư liệu về úp rồi này. Này úp rồi. Hơi to một chỗ.
Muộn rồi nên đây ngồi sẵn, đợi sẵn cô đến đây này. Căng cái tay ra như thế này này. Đấy, nhìn đây này. Phải giữ nhau thì thắm lại đây này. Ấy vào xương đau ạ. Ôi, xương sao lại xương? Ôi trời ơi, đã mở hộp sọ đâu mà lại vào xương con. Chưa mở hộp sọ mà tí nào thề luôn. Bắt đầu mới đang rạch. Đấy, bây giờ mới vào đến hộp sọ này. Lúc nãy cô đang rạch. Quên đoạn đấy rạch lại quên không tiêm thuốc mê. Nên sau đến đây nặn mụn mà cô không có nhà thì liên hệ Mỹ Yến lớn hoặc là Linh lớn để mua thuốc mê nhá. Tiêm phút một mũi thôi là lúc mà chúng nó lặn xong là tỉnh dậy thấy mình ở một nơi rất xa. Cố gắng lên nhá, lấy mấy con mụn này. Ngon quá. Úi giời. Mấy con này ngon thật luôn. Mấy con này ngon lắm luôn này. Đó. Hành nổ luôn rồi. Mấy con này thành nổ luôn à. Bọn mình đi di chuyển sang dưới này ngon nữa. Con lấy chỗ này đấy, ba con một chỗ thì đấy là mụn chị mụn em, còn hai con một chỗ là mụn đực mụn cái. Nhớ sau về mình vận dụng đầu óc của mình còn làm cho khách, khách hỏi mình còn biết khách bảo đấy là mụn gì, thì khi mà lên ba con mụn đấy gọi là mụn chị mụn em, lên hai con thì gọi là mụn đực mụn cái. Nếu mà nó một đám như thế này gọi là mụn chúng mụn bạn, nó tụ tập nhau. Gắng lên con nhé. Một con mụn không kém tí nào. Gắng lên con. Con cứ tưởng tượng mình đi du lịch ở biển, cát nó bắn vào mặt, trong giờ mình đang rửa. Úi dồi ôi, bờ môi xinh xinh. Nhẹ nhàng chụp con. Hóa ra là cái mụn của nó nhảy tanh tách từ nãy, mình cứ tưởng là cái kim.
chịu cố gắng nhé. Nét không Linh? Nét quá. Zoom nó sát là nhìn thấy nó. Đây là mụn chúa. Đáng lên con. Chịu đau, mình là lực sĩ. Trời ơi. Ôi, thế là vào mồm cô rồi. Mụn của em bé này ngon thật. Em bé này thịt sạch, rau sạch. Đáng lên con. Con mụn này to lắm, tí nữa cô chuyển qua qua ấy cho. Qua điện thoại cho mà biết mụn của mình to thế nào. Cô đang quay à. Cố gắng đấy. Cố gắng để cô loại bỏ hết ổ mụn. Cố gắng đấy. Cô đâm kim thì không chạch phát nào. Không chạch mà phát nào luôn. Thế nào đấy con? Bé này chịu đau giỏi, thế thì nhanh khỏi mụn lắm. 5 buổi hết sạch mụn, không đến. Chị đau giỏi này, cô Âu lấy mấy buổi này hết mụn. Chị đau giỏi này mà. Mình biết chị đau giỏi như này. Mấy cả cô Âu cũng lấy sạch này mình đi nấu. Không để đến mức độ thế. Nhờ con nhờ. Đáng lên con. Cứ bình tĩnh, đâu có không đó. Mọc bất chấp.
con, sắp xong rồi. 20-30 con nữa là cô dừng kim. Đáng lên con, chỗ mép này, cái miệng sinh thế để mọc mụn thì chết rồi. Đã giải quyết đến 70-80% mụn bề trên. Ta sẽ đợi. Đáng lên con. Đáng lên. Đáng lên, đáng lên. Con chỉ cúi một cái có đi chạy kim ấy là tự nhiên vui, rất vui. Có một đống rỗ, đống rỗ. Con cố gắng đấy. Sắp sạch rồi. Cô làm cho nó sạch cái mũi nữa thôi. Rồi đấy con.